Nhưng mà anh Soho à, anh dự định sẽ đi đâu thế? Anh có định đến Việt Nam ăn phở không? Em rất thích món phở của Việt Nam, hay là bún riêu ở đó cũng rất ngon. Nếu như có thể ta sẽ cùng nhau mở quán bán bún riêu phở bò hủ tiếu bò kho ở đó. Chúng ta sẽ gặp lại nhau đúng không? Anh cũng hát hay mà, nên em sẽ dắt anh đi gặp Sơn Tùng MTP và gạ gẫm mấy chị em Blackpink cùng quay MV với anh Soho. Đò có lưng đừng có lo, cho dù là ở bất cứ đâu, chỉ cần còn sống, một ngày nào đó chúng ta nhất định sẽ gặp nhau thôi. Đúng rồi, nhất định ta sẽ va vào nhau và gặp lại nhau trong một ngày đẹp trời nào đó không xa. Chúng ta sẽ đi Mỹ nhưng mà là Mỹ Tho, rồi đi LA nhưng mà là Long An, rồi Soho lại tháo quả dây chuyền mà Zhangzhou đã vứt bỏ xuống dưới đất, tiếp tục trao lại cho Zhangzhou part 2. Nè he, đừng có vứt lung tung tùm lum nữa nha bà nội, bà làm hư dây chuyền của người ta rồi, để cho tôi sửa mệt muốn chết dậy đó hà. Zhangzhou thấy quả dây chuyền mừng muốn gớt nước mắt. Nhất định có ngày chúng ta sẽ gặp lại nhau, em sẽ giữ chiếc vòng cổ này, nhất định em sẽ đưa lại nó cho anh. Đưa đội bắn tỉa vào ký túc xá, không một con chuột nào được biết điều này. Đưa con gái tôi ra khỏi đó, cho dù tay chân có vụn vỡ đi chăng nữa cũng nhất định phải đưa con gái tôi ra ngoài. Ngay khi xong việc hãy cho nổ tung cả ký túc xá đấy đê. Vôi vôi, ông bộ trưởng thực sự là chỉ muốn cứu mỗi một mình Zhangzhou thoát khỏi ký túc xá thôi, còn mọi người chết thì kệ nhựa, họ có liên quan điếu gì nhau đâu. Trước hết cứ để cho bọn chúng yên tâm đã, cứ cho người vào ký túc xá trước đi, vụ nổ bom thì tôi sẽ trực tiếp đi đến đó. Vâng, tôi rõ rồi, nhưng mà thưa chủ tịch, bộ trưởng Nam Tae-yu đã bị đưa dề đồn rồi. Sao hắn bị đưa đến đó? Vào lúc trước chúng ta đã bắt được các nghị sĩ quốc hội đương nhiệm, nhưng nó không đồng nghĩa với việc chúng ta không thể tra tấn. Cho dù là tra tấn hay là giết bố mày đi nữa thì cũng thả mấy người kia đã chứ. Bố mày là Nam Tae-yu, vị tướng đã từng lãnh đạo quân đội này, vị lãnh đạo như hổ báo cáo chuồng của chúng ta đang yêu cầu được đối xử như trước đây kìa. Trưởng phòng An à, cậu biết đấy, đến trong mơ tôi cũng không ngờ một người làm tình trên giường với tôi lại có thể làm gián điệp được. Con má ló dậy là mày vẫn đang mơ à? Chúng ta sắp thắng lớn con mẹ ló rồi. Cậu và tôi nên hợp lực để kéo dài chế độ. Anh nói là anh và tôi cùng hợp sức ư? Đúng là như vậy đấy, lúc điếu lào anh cũng nói tôi là rùi bu mà, sao hổ và rùi lại có thể cùng một phe chứ? À vốn dĩ cứt rùi còn mạnh hơn cả hổ, cậu không biết sao khi một con rùi bay lên mũi một con hổ và ỉa cục cứt rùi nó rồi hổ chết má, xem tên khốn lầy lói kìa. Dù thế nào thì cuối cùng tôi cũng chỉ là cứt rùi nhỉ, đúng chứ? Ây da, cái eo của tôi gãy rồi. No, không phải vậy đâu trưởng phòng An, nếu có thì cậu cũng là vua của loài rùi mà. Vua rùi? Con má, cái tên khốn lầy gì hả? Vua rùi sao? Trưởng phòng AE phu nhân nói là có chuyện rất gấp muốn gặp anh đấy. Mình nói là đã kiểm tra đối tác của ABK Linda Giang mà, con nhỏ đó chưa từng đến Seoul sao? Ông thầy bói cũng chuồng miệng rồi. Chuồng sao? Con má, tiền của tao thì sao? Mau ra sân bay bắt ló ngay đê. Ê, thả tao ra dùng cái đê. Đồng chí Dô, đảng nói gì thế? Anh đã nghe suốt từ chiều tới giờ rồi mà sao vẫn còn chưa có đáp án? Vậy là anh nghe gà hơn Soho rồi. Rồi ba ơi, hối người ta hoài, bố mày mệt nghỉ dịch bây giờ. Duy trì hiện trạng, má, có bốn chữ mà cậu ngồi nghe suốt cả buổi chiều luôn. Mẹ, chắc thằng này ngồi nghe nhạc rồi. Vậy là bộ trưởng Lim Ji-jok sẽ bị xử lý đúng không? Em gái của đồng chí là mục tiêu lớn nhất trong trường hợp ta còn tiếp tục hành động, và đồng chí Kang cũng đã bỏ trốn rồi. Chúng ta phải làm gì đây? Un Chang-so bảo sẽ đưa ta đến một nước thứ ba một cách an toàn, các đồng chí nghĩ sao? Anh điên rồi sao? Sao có thể tin mấy tên khốn đó được? Đúng là không thể tin, nhưng kể cả không tin thì chúng ta cũng có thể tận dụng cơ hội này, và còn 5 ngày nữa là đến cuộc bầu cử rồi. Nếu như cứ tiếp tục như thế này thì 5 ngày sau tất cả chúng ta đều sẽ chết. Nếu vậy thì gia đình chúng ta cũng sẽ gặp nguy hiểm. Chúng ta phải sống, có cách nào để cứu cả gia đình của chúng ta không nhờ? Tôi sẽ làm theo lời đội trưởng. Soho bước đi không nói câu gì, chắc là sống bằng niềm tin thần kỳ rồi. Còn Kang trông ra thì đang bị cảnh sát truy nã, truy lùng sục săn đón tìm kiếm khắp nơi. Giờ này thì không biết trốn ở cái chốn hoang vu hoang dã nào nữa đây để mà thoát khỏi sự truy lùng. Còn Kang trông ra thì đang bị cảnh sát truy nã, truy lùng sục một cách tà 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 tơi tay tái tạm tạm tan tác tan tành tàn tật tán tỉnh tang tàng 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 tang tóc tanh bành tanh tưởi tào lao táo tác táo tượng tạp tụng tàu tàu tái máy tắm tác tâm tác tâm tích tâm tiếng tầm tạ tấm tắc tấm tức tấp tỉnh tất tả tất ta tất tưởi tẩu tẩu tè hay tè dây tèm hem tèm lem tèm nhèm tem tét tèo teo tê tái tê tê tinh hình tinh tha thiết tha thứ tha thước thảm thê thảm thiết thảm thương thanh thản thanh thoát thành thơi thanh thủy thảo thuật thao tháo thay thảy thắp thỏm thăm thầm thẳng thắng thậm thà thậm thụt thấm tháp thâm thâm thầm thì thấm thía thấm thoát thậm thụt thần thơ thần thờ thấp tho thập thò thấp thoáng thấp thỏm thật thà thất thiểu the the thèm thuồng thèn thẹn thêm thắt thanh thang thiểu thò thích thú thiêm thiếp thiệt thòi thiêm thiết thình thịch. Giờ này thì không biết trốn ở cái trốn hoang vu hoang dã hoang tưởng hoang tàn hoan hỉ lào lửa để mà thoát khỏi sự truy lùng của cảnh sát đây. Thật may vì có thể cứu em gái cậu khỏi Lim Ji-jok, còn quá sớm để yên tâm. Nếu muốn lừa dối Bắc Hàn một cách chót lọt, Un Chang-su phải nói dối với Bắc Hàn rằng chúng ta đã tự đánh bom mình. Trong tình huống này thì Un Chang-su không thể nào từ bỏ tham vọng quyền lực được, cần phải có Kang Chung Ja quay trở lại mới được. Ban đầu tôi không hề mong đợi gì cả. Nhân tiện, nếu Un Chang-su giả vờ ăn lăn hối hả, ý lộn hối cải thì tất cả sinh viên ở đây đều sẽ chết con nghiện ló hết. Tôi không biết liệu điều này có thể ngăn chặn được ló không, nhưng một khi máy quay bật thì tất cả sẽ được thả ra. Thả ra sao? Con má, nếu vậy thì chỉ có một mình là gián điệp phải ở lại đây thôi. Một cô gái ngoại quốc khoảng 30 tuổi, tóc vàng cao khoảng 1m7, bất luận dư nào cũng phải bắt được cô ta. Các gián điệp nói rằng họ sẽ thả con tin. Đúng tôi đã cho chú biết Kang Chung ra là gián điệp mà. Bây giờ hãy nghe tôi nói thật kỹ nhé. Nếu cô còn gọi tôi thêm một lần nào nữa thì tôi sẽ bắn chết miệng cô đấy. Má, thằng cha nội cảnh sát khốn nạn này, tên khốn cũng nhờ mình mà hắn mới biết được về Kang Chung Ja mà. Cô đang dùng bộ đàm đó và tố cáo Kang Chung Ja là gián lan gián điệp sao? Sao thế, cô cũng theo dõi họ mà nhưng lại không cho phép người khác làm vậy sao? Là một người mạnh mẽ thì tôi đều quan tâm đến bộ an ninh hay bộ an khang thịnh vượng gì cả. Nếu như tất cả có thể kết thúc tại đây thì không cứu được ai cả, đừng có chỉ biết cằn nhằn thôi, phiền chết miệng đi được. Rồi sau đó họ cùng nhau nhảy điệu tango theo nhịp cha 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 1 2 3, ra ta 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 ta. Đang nhảy thì rớt cái quyển sách con miệng gì đó xanh xanh có kẹp tấm hình ở trong. Bún ốc lụm lên thì thấy tấm hình này có vẻ quen. Con má ló, đây đích thị là chị của mình mà. Nhìn đê bà cô biết chị tôi sao? Đây mới là chị tôi mà, chị Jon Ok Bu Giang. Hai người có quan hệ gì vậy? Chỉ là đi du học rồi gặp nhau tí thôi. Sao lúc đó cô đều nói chúng ta đã gặp nhau tại Đức? Cô biết tôi là em của chị Jon Ok đúng không? Lý do mà cô lại vờ như không biết là gì? Vì chị tôi là gián điệp sao? Nếu phải, cô đã biết chị ấy là gián điệp rồi mà. Oa oa, có khi nào cô cũng là gián điệp giống chị tôi sao? Không có nhà bé, tôi và chị cô chưa bao giờ là gián điệp cả nhé. Như vậy nghĩa là sao? Cô nói dậy nghĩa là gì chứ? Nghĩa cái con má mày, im đê. Việc quan trọng bây giờ là ta được tự do. Do cái con khỉ đồ mà chị giỏi giang của tôi đã bị quyến rũ bởi một thằng cộng sản và cùng hắn đến bình nhưỡng, hắn là kẻ phản bội. Nếu phải vậy, người đàn ông đó là giáo sư cho dòng sách sâu ra mốc. Nếu phải là người đàn ông kia, chỉ vì một lý do mà đã bị dồn ép làm gián điệp. Sao cô lại biết rõ như vậy? Vì anh ấy là vị hôn phu của tôi. Con má, ây ra, chết miệng rồi.
giờ thì được chua bé ơi, đừng có chăm chăm chỉ muốn sống một mình, bất cứ ai có thể giúp cô thì cô đều biết ơn ư? Cô biết đó là ai không? Đó là kẻ đã tra tấn chị cô đó. Vì nếu thể chịu được việc tra tấn nên cô ấy đã tự sát, chính là tên khốn đó. Con má, tim tao đau quá men, tại sao nó lại như vậy? Mình thật là tham lam, ngu dốt. Đây là do anh hết, phải dậy không? Tổng thư ký Đảng cầm quyền làm việc với tình nhân của mình, để bòn rút quỹ bí mật của ANFP. Nếu ứng cử viên Park Moo Jeon đắc cử tổng thống và vụ bê bối này nổ ra sẽ hạ bệ cốt một ngày lập tức, không phải dậy sao? Ha ha ha, thật là lực cười. Âm mưu chuyển giao trách nhiệm mà không có chứng cứ, đúng là rất hợp với danh tiếng của cậu đó. Ha ha ha, thiệt là lực cười quá ha, cười cái thằng cha mày. Sao cơ, thằng cha tao à, cái đồ phân ruồi thì đừng có mơ đến rồng. Những người không đổ tiền vào chính trị như cậu thì tuyệt đối không chính trị hóa được những kẻ khác đâu. Một cách uyển chuyển có vẻ như cậu đang cố gắng đẩy mọi thứ sang tôi thì phải. Má cái tên liều lĩnh rách nát, anh dám đụng vào tiền của cốt một ư? Ông ta sẽ không thèm tống anh vào tù đâu, mà ông ta sẽ chặt hết tứ chi của anh khi anh vẫn còn thở là còn ngỡ, rồi nghiền nát anh. Gồi gồi, má hơi bị rén gồi nha, tôi chỉ cố gắng tăng thu nhập thôi. Mẹ kiếp, cái thằng khố rách áo ôm đều điều rẻ rách, giấy rách phải giữ lấy lề. Anh sẽ kéo tôi vào đây rồi tự nhảy xuống hố sâu, hay anh sẽ bắt tay với tôi và bay lượn trên trời lần nữa. U là trời, tôi chỉ vui đùa một xíu, xin ngài tổng giám đốc hãy cứu tôi. Tháo cái lề ra đê, thằng khốn lạn chó đẻ. Được rồi tôi mở ngay. Chúng ta phải làm sao với Kang Chung Gia nhờ? Tôi sẽ thiêu hủy tất cả các chứng cứ liên quan đến Kang Chung Gia. Con má nó, đưa mặt đây để bố mày tán một cái. Nhẹ thôi anh trai ơi, em đau. Mọi chuyện tiến triển đến đâu rồi? Gián điệp nói bọn họ sẽ thả các con tin. Cái đứa gì cơ, bọn họ đều đã biết trong gia là gián điệp Bắc Hàn rồi mà. Má khốn lạn thực sự, ít nổ đâu. Con má nó, bọn họ đang lên kế hoạch thả con tin, vậy mà bọn mày còn ngồi ăn mì cay được nữa à? Má nóng hết cái máu chưa? Còn thằng lầy, mở khóa nhanh đê, cứ kaze. Đâu, đưa chìa khóa đây cho tao, bố mày sẽ giữ cái lầy rồi bấm cái nút lầy và bọn mày sẽ chết nghĩa hết dưới tao. Đúng 22 giờ chúng ta sẽ nổ tung ký túc xá. Ok luôn sếp, ai lần này là chết nghĩa hết dưới tao rồi. Vuốt lại tóc cho đẹp trai xem nào. Má đùa với ai chứ mà đùa với nam tiêu, lầy là chỉ có dô quan tài nằm thôi. Răng rô thì dòm dòm ngó ngó, hồng có thấy máy quay lào hết á, cũng chả thấy phụ huynh lào cả. Anh vẫn chưa nghe được tin gì từ cha em luôn ý, đó là bởi vì bố em chưa đến nên mới không có tín hiệu lào. Phải dậy không, ký túc xá sẽ nổ tung để cứu em gái anh đúng chứ? Đừng lo lắng quá, sẽ không có chuyện gì xảy ra với em gái anh vào đêm nay. Thật sự là như vậy sao? Sẽ đúng là dư thế chứ. Ủa cái đứa gì dậy? Hai người tình tứ cái đứa gì? Mau giơ tay lên đê, tôi bắn bỏ nghĩa bây giờ. Tôi cuối cùng cũng hoàn thành được nhiệm vụ của mình. Anh thực sự quá ngu ngốc, bảo vệ người ấy cũng không sao, bỏ súng xuống để bạn ấy đỡ làm người yêu khóc, thế thì còn xứng đáng yêu không? Anh biết rằng anh sai nhưng không bao giờ tha thứ người nào tổn thương đến trái tim em như anh đã từng như thế. Đồng chí Dô, mục tiêu của cậu là tôi, không phải là Răng Dô. Để cô ấy đi lên tầng 2D, dù thế nào thì cả hai người cũng đều sẽ chết nghĩa hết mà thôi. Chết cái đếu, cậu nghĩ mình sẽ được ghi nhận là người anh hùng cộng hòa sao? Ít nhất thì má tôi sẽ được an toàn. An toàn cái quần què, cậu nên là người giữ cho mẹ mình được an toàn. Cậu phải sống sót và tìm cách để cứu bà ấy. Tổ chức đã bỏ rơi chúng ta, cậu nghĩ họ sẽ lo cho bà ấy sao? Không lo thì kệ bà, tôi chỉ tuân lệnh để mắt đến anh thôi. Cậu tuân lệnh ai cơ? Ai ra lệnh cho cậu để mắt đến tôi? Ai thì kệ con mẹ tôi, cấp trên cũng đã ra lệnh giết anh ngay bây giờ. Sao cơ? Được rồi đi thôi, bố mày sẽ tiễn mày về chầu trời cùng mấy ông táo quân. Chuẩn bị đếm 1 2 3 nhé. Ây da, đứa lào dám bắn bố mày đấy. Đỡ thầy ông cố lên mấy cháu ơi. Cơn bão lào cuốn đồng chí Kang Chung Gia của chúng ta thật ảo Malazada đến ký túc xá này thế. Cơn bão bao chuẩn bị dây đấy đồng chí Soho AE. Umbala đã tới giờ, bố mày sẽ nhấn nút đây. Các đồng chí hãy sẵn sàng lên đồ. Khoan dừng tay đã, thằng cha nam tê yêu khốn lạ, hãy xem thầy ông nội của mày đến rồi đây. Đâu thằng lào mà dám tranh giành vị trí thầy ông nội của bố mày, là mày, nam tê yêu đúng không? Sau khi lừa dối cả đất nước giả vờ là mình sắp chết, ông tự đi bộ được đến đây sao? Sao lào, anh thất vọng lắm à? Bắt giữ anh ta đê mấy đứa. Đâu đứa lào dám bắt bố mày. Bố mày bấm một cái là nguyên cái ký túc xá bay trong vòng một nốt nhạc đấy. Đúng rồi, đứa lào ngon nhào Dô, anh đang làm cái điếu gì đấy trưởng phòng an? Anh ta vi phạm luận bla bla, anh ta là tội phạm. Ông có bằng chứng không? Giỏi thì đưa bằng chứng ra đây. Thôi bạn ơi, Kang Chung Gia là gián lan gián điệp, chúng tôi đã điều tra và không tìm thấy bất kỳ bằng chứng nào chứng minh cô ấy là gián điệp cả. Đó là vu khống thôi mấy má, anh ấy đã trung thành phục vụ tổ quốc, còn ông đã làm gì với cộng sản? Thật là tồi tệ chuyện đó, thật là vô lý. Ây da, nhìn kìa, sự thật cuối cùng cũng sẽ được phơi bày. Con má, cô thấy rồi sao? Cô có bằng chứng không? Mấy người mau hạ súng xuống đê. Sao mấy người dám chĩa súng vào tổng thư ký Đảng cầm quyền? Hạ súng xuống đê lũ khốn lạ, ngay lập tức. Mẹ kiếp chúng mày. Honey, anh yêu dấu ơi, là em trông ra đây. Anh đang listen to me mà đúng không? Anh thấy đó, em đã lấy một tài khoản bí mật ở Thụy Sĩ chứa 300 triệu đô trong đó và quay trở về ký túc xá cùng với nó. Vậy nên nếu anh nổ tung ký túc xá, anh yêu tiền cũng sẽ theo gió mà bay. Còn nếu anh không quan tâm, cứ tới và châm ngòi đê. Chúng ta đã hứa sẽ cùng đi tới Maldives để nghỉ dưỡng. Em xin lỗi không thể đi được rồi. Honey, I love you. Mẹ, con điếm xảo quyệt, vợ yêu em đừng bị lừa. Cô ta đang cố lôi chúng ta xuống theo, là do thằng khốn An Gông Huy Lầy làm mất 300 triệu won đấy. Thằng danh lầy, sao mày dám? Ông không nghe cô ta đang cố lôi chúng ta xuống sao? Ý anh là sao? Thằng danh lầy, tôi biết cô rất tức giận vì chồng mình ngoại tình. Lầy, cô đã nhận hối lộ một chiếc nhẫn kim cương 5K ra từ Kang Chung Gia. Con đĩ lầy thiệt là không biết xấu hổ. Lầy con đĩ kia, chúng ta đang phải chịu đựng vì chồng cô đã ngoại tình đấy. Chúng tôi chỉ đầu tư cho đất nước thôi. Cho đất nước cái con khỉ khô ấy. Mấy người chờ cái điếu gì bắt họ đê. Bà câm mồm đê, sao bà dám ra lệnh cho bọn họ? Con má, bắt họ đi Hana. Lầy, đứa nào dám bắt tao? Tao bắt đứa đó thiến rồi đem vô hoàng cung làm công công hết đấy. Con má ló, đứa nào ngon nhào Dô bố mày xin tiếp chiêu. Sao, mày muốn bị thiến trước à? Má, thiến cái đầu ông đấy. Lầy xem đê. Ủa cái gì dậy mấy fan? Cái hình củ lìm điếu gì đây? Mẹ nói nhà anh, cái thằng chó ngoại tình lầy. Bố mẹ thì còng lưng ra nuôi đi ăn học, còn thằng chồng thì đi ngoại tình với con nhỏ bác sĩ. Con má ló, tao tức chết đi được mà. Thôi mấy anh còng tay cái thằng khốn lạn lầy Dô tù dùm tôi đê. Trướng hết cả mắt, ứa hết cả gan. Má cái thằng khốn, tôi sẽ giết chết cậu. Bỏ ra đê bạn ơi. Hôm nay tôi phải dùng chính bàn tay của mình giết thằng khốn lạn chóa đẻ này mới được. Mẹ chịu hết nổi rồi. Thôi đủ rồi ung chôn. Nhìn tôi đê, giờ đồng chí Kang đã ở đây với 300 triệu won rồi. Chúng ta nên tập trung sống sót ra ngoài. Với số tiền đó, chúng ta có thể giải cứu gia đình mình ở Bắc Hàn. Nếu anh bỏ trốn cùng số tiền đó, anh nghĩ tổ chức sẽ để anh yên sao? Họ sẽ săn lùng đám phản bội và giết chết không thương tiếc. Được rồi, chúng ta sẽ bỏ cậu ta ở đây. Cậu ta bị bom nổ chết nghĩa thì kệ cậu ta đê. Cậu thực sự muốn chết ở đây sao? Cậu và tôi đang ở chung một thuyền. Cậu muốn chết ở đây rồi cho người ta xem sao? Và nếu cơ thể cậu bị sỉ nhục, đất nước sẽ làm ngơ. Họ sẽ không làm gì cả, bởi vì họ không thể thừa nhận đó là kế hoạch của bầu cử tổng
thống. Nếu cậu nghe lệnh và giết Soho, cậu nghĩ rằng Choi Soo-jeon sẽ chống lưng cho cậu ư? Với bà ta, cậu chẳng là gì hơn một con tốt trên bàn cờ. Bà ta có thể dùng cậu thí mạng bất cứ lúc nào, vứt bỏ cậu như là rác. Chấm hỏi Choi Soo-jeon, phó giám đốc lực lượng đặc nhiệm là cấp trên của đồng Chiro. Ý cô là con gái của Choi Soo-jeon, cựu bộ trưởng PAF ư? Ủa, sao anh biết người đó? Rồi mọi người ngơ ngác không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Nếu hiểu kiểu gì luôn ta. Từ giờ trở đi, mẹ của con là lãnh đạo đảng lao động không phải mẹ. Quên cái tên Choi Soo-jeon đi, rõ chưa? Mỗi khi nghĩ đến chuyện này thì Soho lại đau khổ, đầu óc cứ xoay vòng, đành phải ngồi xuống đất để nó xoay tròn, Giang Zhou đứng trên lầu thấy thế thì đầu óc cũng xoay đều, rồi tự nhiên Kang trông ra từ đâu bước đến nơi đây dịu dàng chân phương, làm Giang Zhou cảm thấy xoay giường, đồng chí Kang bước tới và ngồi ngay bên cạnh Soho luôn, còn Giang Zhou thì đứng từ xa nhìn đồng chí Kang đang nhìn Soho. Phó giám đốc Choi Soo-jeon, anh biết bà ấy đúng không? Không có nha, tôi không quen không biết bà ấy là ai cả, tôi làm gì đã biết bà ấy là ai, tôi còn đang sợ chết đây này, nên là đừng hỏi tôi bà ấy là ai nữa, tôi không nghĩ là cô thật sự quay lại đây, chạy trốn với đồng tiền thì có ích lợi gì, tôi luôn bị ai đó đuổi theo và cố giết mình, cứ như sống trong một cái lồng vậy, nhưng điều đó là không thể tránh khỏi, tôi nghĩ có thêm một bạn đồng hành sẽ tốt hơn, bạn đồng hành cùng nhau kề vai sát cánh lúc hoạn nạn khó khăn, gian nan thử thách cả ngăn đôi chân, dẫm chúng cứt chó thiệt là quá nhọn. Chúng ta nên đưa cả Ung Chon và Gốc Chan đi cùng, tôi không thể bỏ rơi họ như cách tổ quốc chúng ta đã làm. Anh nghĩ rằng tôi định thuyết phục một mình anh rời đi ư? Nếu có chuyện đó đâu nha bé ơi, xem tôi đã chuẩn bị gì này, bằng giấy chứng nhận và mật khẩu này anh cũng có thể rút số tiền đó. Mật khẩu là ngày chúng ta qua đêm cùng nhau trong hang cáo đó, anh có thấy bất ngờ không nào? Không biết anh còn nhớ hôm đó không, nhưng tôi thì nhớ rất rõ, tôi đã tìm được một con tàu để cất chúng, một con tàu chở hàng khởi hành từ cảng Pông Tách lúc 2 giờ sáng. 2 giờ sáng thì quá vội rồi, tôi nên báo cho Ung Chang Su trước. Nam Tae-yu đã bị bắt, còn Gan sẽ được thả ra sớm. Hana đang trên đường tới cục để đón anh ấy. Thật may mà có Ung Chang Su giúp đỡ chúng ta. Dù sao thì hai người có chuyện gì vậy? Nếu cô định quay trở về thì sao cô lại đánh ngất Hana rồi chạy chứ? Nếu anh lo cho cô ấy đến vậy, anh không nên để cô ấy làm công việc nguy hiểm như thế. Sao anh phải để cô ấy theo dõi tôi và làm phức tạp mọi thứ lên? Dù có gì xảy ra thì chúng tôi cũng sẽ rời đi trước nửa đêm. Hãy thông báo cho cô biển máu đê. Chúng ta nên dùng miếng mồi 300 triệu đô để thoát khỏi đây. Nếu ông cho chúng tôi một con đường để sang nước khác an toàn, bọn tôi sẽ đưa ông 300 triệu đô coi như công cứu mạng. Đổi lại ông nói với Bắc Hàn rằng ông đã giết được chúng tôi và cướp lại số tiền. Đây là thỏa thuận có lợi cho cả hai bên. Được rồi, để đảm bảo cho an toàn của các cậu tôi sẽ điều đội SWAT đến hỗ trợ. Chúng tôi sẽ đi sau khi thả toàn bộ con tin, vậy nên hãy đặt sẵn máy quay ở cổng chính và đưa phụ huynh bọn họ tới. Tổng thống đã cử đội SWAT đến để bắt cậu ngay lập tức, nên tôi cần thời gian để thuyết phục ngài ấy. Tôi cho ông thời gian trước 12 giờ. Ngược lại khi cậu thả con tin hãy thả con gái tôi. Giờ 300 triệu đã thuộc sở hữu của cậu, cậu không cần phải giữ con tin nữa. Tốt thôi, tôi sẽ thả cô ấy cùng những người khác. Đúng 12 giờ hãy ra khỏi điện thờ. Chỉ thị diệt trừ tất cả bao gồm Lim Soho và quay về với đồi Mozan. Cuối cùng chúng ta cũng được yêu cầu trở về. Vội có vẻ cha đội bảo vệ Man Đông là gián điệp Bắc Hàn rồi. Lần này là chết nghĩa bà chị Mộng Du với ổng rồi. Chuẩn bị sẵn một chiếc xe đến đền thờ ngay bây giờ. Vội bà chị Mộng Du tới số tới nơi rồi. Ai biểu nhiều chuyện nghe lén người ta đang nói chuyện làm cái điếu gì rồi phải xuống địa ngục. Còn cha đội bảo vệ thì vẫn cứ bám theo sau bà chị. Bà chị sắp đái ra máu tới nơi rồi, nên là mở cửa phòng Giang Zhou, rồi sau đó đi vào và leo nghĩa lên giường người ta nằm luôn. Đột nhiên ông bảo vệ cũng vào theo, đi rồi và rồi ngồi nghĩa lên giường của người ta làm bà chị Mộng Du hơi bị sợ hãi các thứ, bảo là đôi chân bị đau nhói và cần nhẹ một vài viên thuốc giảm đau để bớt đau, kêu Giang Zhou đi kiếm cho ông uống. Thế là Giang Zhou đi kiếm. Ủa, có lọ thuốc ở đây này, đi kiếm chi cho mệt, uống đỡ lọ này đi ông ơi, mà có vẻ nó hết hạn nghĩa rồi, không biết uống Zhou có độc chết veo hay không đây. Thôi ông uống thử cho cháu xem đê, để cháu đi rót nước cho, mà nước này cũng để mấy tháng rồi, không biết uống Zhou có bị ỉa chảy không đây. Thôi bác uống đại đê, bác bị ỉa chảy mà, cháu có bị điếu đâu mà cháu sợ. Rồi Giang Zhou bất cần làm đổ nghĩa nước lên bàn. Nhân cơ hội này thì ông bảo vệ tiến tới gần bà chị Mộng Du, trên tay cầm viên thuốc độc, từ chậm lấy cánh tay kéo quả mềm ra, rồi nhét viên thuốc độc vô mồm bà chị. Bỗng nhiên bà cô quản lý cũng đi vào. Chúng ta sắp được thả ra rồi mấy em, hãy chuẩn bị đê, đi thôi em ơi, ngủ nướng gì giờ này nữa, các cháu nhớ giữ mồm giữ miệng nhé. Nếu các cháu nói với bất kỳ ai về kế hoạch bầu cử hoặc bất cứ điều gì các cháu nghe thấy ở đây, các cháu có thể bị giết đấy, biết chưa? Thôi đi lẹ lẹ đê ông nội, nói linh tinh luyên thuyên cái điều gì nữa. Hello mọi người, làm cái gì mà tụ họp ở đây trông có vẻ đông vui sung vầy thế nhở? Chuẩn bị coi bắn pháo hoa hay gì vậy? Hay chuẩn bị đánh bài tiến lên, bầu cua tôm cá gì đây? Thực lòng thì tôi không muốn đưa cậu đi cùng, vì cậu đang bị thương và sẽ khiến chúng tôi chậm lại, nhưng đồng chí Lim kiên quyết đưa cậu đi cùng. Cậu ấy nói rằng cậu ấy không thể bỏ mặc cậu như việc tổ chức đã làm. Tôi sẽ quay lại sau 10 phút. Ông đùa tôi đấy à? Không có máy quay hay phụ huynh sao? Ông đã hứa với chúng tôi mà ông đang cố làm cái điều gì thế? Ông thực sự định giết tất cả các học sinh sao? Hãy nghe tôi nói, trong khi tôi ở trong bệnh viện, Nam Tae-yu đã nói với Cốt Mục rằng các sinh viên đã phát hiện ra tình huống con tin này là một kế hoạch bầu cử. Hắn thậm chí còn nói với anh ta rằng các điệp viên đã không tuân theo mệnh lệnh của miền Bắc. Ông đã không giữ lời hứa. Thỏa thuận của chúng ta kết thúc, ông sẽ không bao giờ nhận lại được 300 triệu đô. Sau khi mọi người ra khỏi đó, thì tôi sẽ công khai rằng tình huống con tin là một kế hoạch bầu cử để vinh danh người con trai quá cố của tôi. Giang Zhou nói rằng con bé sẽ không thể tiếp tục sống nếu các sinh viên chết. Tôi đang làm việc này để cứu Giang Zhou của tôi, vì vậy xin vui lòng làm ơn hãy tin tôi lần này và các cậu hãy bước ra khỏi đó trước. Được rồi, chúng tôi sẽ giao con tin cho ông và ra ngoài trước. Qua đền thờ lúc nửa đêm, đồng chí Kang, tôi không thể tin Ung Chang Su. Chúng ta nên ra ngoài sau khi giải thoát con tin. Tình huống con tin này bắt đầu, bởi vì cậu, vì thế chắc cậu cảm thấy tội lỗi và muốn cứu họ. Nhưng chúng ta sắp hết thời gian, hãy quyết định chọn người của chúng ta hay là các con tin. Không còn thời gian để mà chần chừ đâu, quyết định mau đê. Lề mề làm cái quần què gì? Chúng ta phải nhanh chóng ra khỏi đây, càng sớm càng tốt. Cứ dư thế này thì đêm dài lắm mộng, biết đâu anh sẽ chết ngay trong đêm nay luôn thì sao? Lầy, công việc của tôi là giải cứu các sinh viên, chứ không phải là giải cứu Diễm Mi, nên hãy đi đi. Hana đang đi cứu Gan, vì thế đừng lo lắng mà hãy đi đi. Tôi hy vọng chúng ta không bao giờ gặp lại nhau nữa. Lào, chúng ta hãy bắt tay một cái để giảng hòa. Đê Lào, người anh em thiện lành, nhưng mà nếu anh đi trái tim này buồn biết mấy, dù biết trong lòng còn yêu còn thương lắm đấy. Nếu anh đi hãy cho em được nói với anh một lời, dù tình ta vỡ đôi em vẫn yêu anh. Đừng nhìn anh nữa, đôi mắt ngày xưa giờ ở đâu, em còn là em đã khác rồi. Em muốn quay lưng quên hết đi, tình yêu trong em giờ toàn giả dối. Anh không muốn vùi mình trong mơ, anh không muốn đi tìm giấc mơ ngày hôm nào. Rồi Soho dắt Giang Zhou ra một nơi vắng vẻ chuẩn bị làm cái gì đó. Bọn anh phải đi trước để lên kịp chuyến tàu, nên là em hãy rời đi sau bọn anh.
ở lại đây và khi các con tin được thả hãy đi với họ. Đừng lo cho anh, họ sẽ không giết bọn anh vì bọn anh đang giữ 300 triệu đô. Em biết rồi, em sẽ ra ngoài cùng bạn của mình. Anh cũng đừng lo cho em, phải cẩn thận nhé. Anh hãy ra đi thật là thanh thản, ý lộn an toàn cùng những người đồng chí của mình nhé. Và nhớ là hãy giữ gìn sức khỏe, đừng có thức đêm thức hôm cày view cho Blackpink nữa. Anh phải đi rồi. Khoan đã, em có thứ này muốn trao cho anh. Rồi Giang Dô tháo quả khăn quàng cổ của mình ra trao lại cho Soho. Trao đi trao hết đi, đừng ngập ngừng che giấu nữa. Anh biết chiếc khăn này có ý nghĩa dư nào đối với em phải không? Nó thực sự rất quý giá đối với em, vì vậy lần sau chúng ta gặp lại nhau, nếu chúng ta gặp lại nhau anh phải trả lại cho em đấy, nhất định là phải trả lại cho em. Rồi Soho không ngần ngại tháo khăn ra rồi trả lại cho Giang Dô ngay, và luôn để cô ấy khỏi hối. Nè bà nội giữ luôn đê, cho tôi là tôi lấy luôn chứ không có trả lại đâu nha. Có cái khăn mà khó khăn quá hà. Nếu anh nhận nó, anh sẽ không thể trả lại nó được. Anh sợ anh sẽ vứt đầu đường xó chợ, nhưng anh nói chúng ta sẽ gặp lại nhau mà. Anh đã nói rằng chúng ta sẽ gặp lại nhau vào một ngày nào đó, miễn là chúng ta còn sống. Anh xin lỗi, em cũng biết là chúng ta sẽ không bao giờ có thể gặp lại nhau nữa. Đừng chờ anh. Khoảnh khắc anh rời khỏi ký túc xá này, anh sẽ xem em như người dưng nước lã, xem như em chưa từng tồn tại trên thế gian này, chưa từng tồn tại trong ký ức của anh. Anh sẽ xóa sạch những ký ức về em trong đầu, quên hết đi những kỷ niệm ta bên nhau, quên đi những lúc thương đau, quên hết sạch sành sanh những lúc khi giá lạnh ta đã kề vai nhau e ấp tình đầu, những lúc mà nhường cơm xẻ áo. Quên đi những nụ hôn ta đã trao nhau thật lâu và chìm sâu vào từng đêm thâu, trong mơ luôn hiện lên hình bóng của nhau, những giai điệu tình yêu ta đã trao nhau ngày hôm nào. Anh sẽ xóa hết, xóa sạch hết đi những thứ đó, dẫu biết là rất khó khi mà nó đã hằn thật sâu vào trong tim, ghim sâu vào trong tâm can, đã thắt chặt vào ruột gan, thấm đẫm vào trong máu, khắc cốt ghi tâm. Nhưng anh tin chắc rằng mình sẽ mau chóng quên được bóng hình em mà thôi, nên em cũng hãy mau quên đi bóng hình anh đi, đừng cố níu kéo làm chi, chẳng thể giúp thêm phút giây nào ta bên nhau khi biệt ly, nên hãy cố giấu nước mắt phía sau bờ mi rồi rời đi. Thật là, cậu đang làm tôi đau đấy, sao cứ véo tôi thế hả? Đỡ người ta thì đỡ đàng hoàng dùm cái để mấy ông nội. Rồi bún ốc bước ra và rồi bước ra. Anh ơi anh ở lại với em đi anh ở lại. Tạm biệt nhé người anh yêu, anh chúc em vui bên người. Vàng bạc cao sang lấp lánh mang nụ cười, nghe tin người đi ngỡ ngàng. Em theo ai tình đã lỡ làng, cất hết ký ức ban đầu thôi yêu thương xưa đành quên. Bà chị Mộng Du thì đi rình rình mò mò cha nội bảo vệ đang làm cái gì, sau đó chạy lên thông báo cho mọi người biết hành động kỳ lạ của ông ta. Mọi người ơi, bớ người ta. Ông Kim rất đáng ngờ, tôi thấy ông ta nói chuyện với ai đó trong phòng thu âm, loại bỏ các đặc vụ bao gồm cả Lim Soho và quay trở lại với Mo Jan Hyo. Tôi đã nghe rất rõ, và tôi nghe ông ta ra lệnh cho ai đó chuẩn bị sẵn một chiếc xe để đến ngôi đền. Tôi nghĩ ông ta đang cố gắng rời khỏi ký túc xá. Má cái ông nội này lấy súng không biết đi bắn ai đây. Đây chắc chắn là súng thật rồi chứ đéo phải súng nước nữa đâu. Soho định trèo tường ra ngoài thì bỗng nghe đứa nào đó gọi tên mình làm Soho hết con nghĩa ló hồn, con chồn hết phim. Ok tập 15 kết thúc ở đây. Liệu ai đã gọi tên Soho và liệu Soho có thoát được khỏi ký túc xá hay bị cha nội bảo vệ cầm súng ra bắn bỏ mẹ đây? Hãy cùng đón chờ tập 16 nhé.